Nay là tiếp tục là video nâng cấp sửa chữa máy nha bạn. Thì mình nhận được con máy này, khách ơi gãy cái này rồi, gãy chiếc áp rồi. Con máy này của khách là tên Duy ở Bình Thuận thì gửi cho mình nâng cấp ha. Con này thì anh yêu cầu là làm full mới, tức là thay đổi tất cả chỉ số linh kiện rồi dọn dẹp sạch sẽ máy lại nha bạn. Thì hiện tại giờ thì máy này anh nói là đánh nó hao bình, hao điện nha. Rồi 100 ampe thì đi được khoảng 2 tiếng rưỡi, nói chung là nó cũng hao điện đó bạn. Thì anh yêu cầu mình là nâng cấp full máy. Thì cái đây mình thấy cái cuộn cảm nó còn ok nè, 4 cái tụ nguồn, 4 cái tụ bơm là phải thay mới nè, mạch bơm bít thì có thể là mình sẽ chỉnh sửa lại. Thì hiện tại giờ mình test máy thử nha bạn, thấy nó im ru luôn mà nó không hoạt động luôn ha. Rồi ok, bây giờ sẽ tiến hành làm lại máy này. Thì cái phần áp này nếu mà ok thì mình sẽ để lại, còn nếu không ok thì mình sẽ căn chỉnh. Cái con tụ giảm sóc này đây mình cũng thay mới luôn nha anh em, con này nó cũ quá rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành dọn lại con máy này như máy mới nha anh em. Đây thì cái dây cọ đây, để mình thử cắm lại cái dây cọ mình thử xem nó có hoạt động được không nha bạn. Mà dù cho nó không hoạt động được thì chắc nó thì cũng bình thường nha bạn, thì mình cũng sẽ sửa cho nó chạy rồi là nâng cấp lên thôi. Cũng không hoạt động luôn, chắc có lẽ là do nó gãy cái này bạn, gãy cái biến trở này thôi, không có vấn đề hết. Ok nha, thì mình sẽ làm lại con máy này cho nó tươm tất, gọn gàng, sạch đẹp, rồi gửi đến tên Duy. Thì anh yêu cầu là thay hay quạt này luôn, dây cò dây bọng thì có thể mình thay luôn mới luôn cho anh nha bạn. Rồi ok, mình sẽ tiến hành làm máy này nhanh thôi. Rồi nha bạn, con máy này mình làm nó giật mình cũng khá là lâu. Thì lúc chiều mình cứ nghĩ là cái máy này nó vẫn còn hoạt động bình thường, tuy nhiên thì khi mở ra thì mới biết là ở bên trong nó hư hại khá nhiều nha bạn. Thì con này mình thay hết cái dàn móc phét luôn, 16 con phét nè bạn, nè 14 con hay 16 con, à 14 con các bạn, mình thay lại 14 con phét mới nè bạn, nhìn nè, bên đây mới ha, hai bên mới hết. Ở đây là dàn phét cũ của người ta nè, dàn phét cũ nè. Đây, điện trở kích nó bị đứt nè bạn, trở kích như trở xả nó bị đứt nhiều, IC dao động nè, cả cái cụm đế IC mình cũng thay luôn. Rồi ok. Cái biến áp cách ly của nó nè bạn. Thì cái con máy này là mình câu lại mạch, tại vì nó chạy mình sửa, ban đầu mình sửa cho nó chạy ok rồi, tuy nhiên thì nó chạy không có đạt hiệu suất bạn, nó ăn dòng rất là cao luôn, ăn dòng cực kỳ cao luôn. Con này nó ăn 7-8 ampe á bạn, dòng không tải 7-8 ampe, dẫn tới là nó khá là nóng phết. Thì mình cũng cắt lại cái phần mạch, mình thay hết cái dàn totem đệm nha bạn. Đây dàn totem đệm nè, có 4 con totem nè. Đây dàn totem đệm nó bị gãy, vì gỉ nha bạn nha, thay luôn. Đó, đôi khi sửa chữa nó phát sinh thêm nhiều thứ cũng rất là nhức đầu các bạn, nên là con máy này làm gần 4 tiếng hồ mới xong. Đó, thời gian mà mình sửa thì nó không lâu đâu, nhưng mà có một cái là mình tại cái mạch không phải là mạch của mình, nó mạch của người khác, cho nên là mình phải tìm ra cái nguyên nhân, cho nên là mình sửa máy của người lạ nó cực hơn là mình làm máy mình rất là nhiều nha bạn. Nó sửa đôi khi nó còn cực hơn là mình gấp con máy mới, tại máy mới thì nó có bài bản, có khuôn khổ rồi sẵn hết rồi, chỉ cắm là chạy thôi. Còn mấy máy này á, phải tìm ra nguyên nhân ăn dòng. Mình cắt cái đường mạch ở dưới á, mình tháo luôn diod đây ra nè bạn, thấy không? Mình tháo luôn diod đây ra, mình cắt cái đường mạch mình câu lại cho nó ok. Thì cuối cùng mình đã làm xong nha. Con IC này mình thay mới, cái đế mình cũng thay mới, cái cụm điện trở kích nè, rồi tụ lái, rồi biến áp cách ly, hoặc là những cái linh kiện nào đó mình cảm thấy nó không ok thì mình thay hết. Tuy nhiên thì cái đường mạch của cái con máy này, cái chế độ bảo vệ chập giật nó đã mất nha, cho nên về cố gắng sử dụng hạn chế, đừng nên chập giật, cái này là mình nói rõ là vậy nha, không nên chập giật. Rồi con SCG này nó chết luôn bạn, SCG BTW 69002, con này là con rất là tốt nè, cái anh thợ trước anh ráp con này rất là xịn nè bạn, nhưng mình không hiểu sao nó lại chết. Thì lây hoay một hồi mình tìm ra nguyên nhân là con này chết đầu tiên, rồi nó mới dẫn đến nó hư nguyên cái máy này. Tuy nhiên thì anh khách này lúc đầu anh không có nói mình là nó hư máy này ha. Rồi hai cây quạt của khách thì cây nó bự, cây nhỏ, cây này nè, thấy không? Thấy không? Mình thay cho khách cặp quạt mới luôn. Con máy này mình sửa tổng cộng tiền của anh luôn là 1 triệu đó nha bạn, nâng cấp toàn bộ, tụ lọc nguồn thay hết, tụ bâm cũng thay luôn, tụ giảm sóc thì ok, đo kiểm còn đạt dung lượng còn ok, phóng nạp nó tốt, mình để lại 4 cái tụ lọc nguồn mình thay nha. Thì mình cũng đã làm rồi, cần chỉnh kỹ rồi nó không dẫn thẳng nha bạn. Đây chế độ lì cao nhất của máy nè, máy sau khi cần chỉnh để anh em nghe nè. Rồi chế độ 1, chế độ 2 nè, rồi lên chế độ 3 nha bạn, chế độ 3
khá là ok nha bạn. Chế độ 3. Rồi, chế độ 4. Bóng nó sáng kêu bằng là trắng bóng luôn nha bạn. Tại con này áp nó khá là cao. Rồi ok. Chế độ cuối cùng là chế độ đa bậc. Chế độ này thì mục đích gì là mình không biết nha bạn nha. Rồi ok. Anh em chỉnh về từ số 1, số 2, số 3 đánh cho mình. Số 1 là chế độ lì, số 2 là chế độ chỉnh nhanh chậm, chế độ số 3 là chế độ chỉnh cũng là nhanh chậm bạn. Chế độ số 4 là chế độ trộn xung đa bậc. Rồi ok, con máy này mình đã hoàn thành xong ha. Làm con này thì nói chung là hơi cực. Thì cái điều mình nhắc nhở với anh cách này là anh chập giọt là nó chết SCG nữa. Đó, do cái mạch lúc ban đầu này á, họ làm nó bị lỗi cái đường mạch. Mình đã cắt đã sửa rồi, nhưng mà tuy nhiên á thì mình cũng cắm đủ linh kiện cái phần mà bảo vệ chập giật rồi, nhưng mà nó vẫn không hoạt động được bạn. Nó hoạt động vẫn bị mập mờ kiểu gì á. Cho nên là thôi, mình nhắc nhở với anh khách là hạn chế chập giật nha. Mình cũng thay cho anh con SCG 69200 loại này nè. Nhưng mà loại xịn đàng hoàng rồi thì khả năng nó bị chết cũng khá là thấp, nhưng mà anh em cũng cố gắng đừng nên chập giật. Rồi ok, con máy này dễ về bình thường nha bạn. Anh khách này đến chủ yếu nước ngọt thôi. Mình đã hoàn thành xong ha. Anh em có nhu cầu nâng cấp máy, sửa máy thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, lấy cái địa chỉ rồi mình gửi máy qua cho mình kiểm tra, rồi lúc đó mình sẽ báo giá cho anh em nha. Anh em đừng kêu báo giá trước, không biết gì đâu báo. Rồi cái cò bóp thì anh khách này mình cũng làm cho anh sẵn cái dây dài 3 mét luôn, về anh dùng luôn, khỏi cần phải chế cháo gì nữa, cực lắm bạn. Rồi chỉ về dùng thôi. Cò bóp nè, mình làm sẵn luôn ha. Rồi thì mình sẽ đóng cái nắp hộp lại và tiến hành gói cẩn thận gửi tới tay của anh em khách hàng. Rồi anh em có nhu cầu sửa, nâng cấp máy gì đó thì gọi cho mình sẽ cho địa chỉ.